cũng vì tiếc tiền 250 mà không ngờ 3 tháng sau thì cháu nó lại mất. Làm nail bữa nay được, có thể ngày mai mình không được. Thì hoặc là bữa nay mình khỏe nhưng mà ngày mai ngày mốt mình không khỏe, rồi làm sao? Trong khi đó con mình còn nhỏ. Nếu được thì càng sớm càng tốt, đừng có suy nghĩ chần chừ đến cái chần chừ đó là cái bệnh nó phát triển trong người mình rồi, mình cũng chưa biết được như thế nào. Mình cũng hà tiện tiền, mình tiếc tiền. Ví dụ con trai mình đó, mình mua cho nó 500 ngàn mà đóng một tháng chỉ có 250 thôi, mà mình nói thôi bây giờ thằng con này nó mới có 20 mấy tuổi mà tại sao mình mua cho nó, thôi để mình để kêu nó tự nó mua đấy. Nhưng mà mình nghĩ thôi giờ mình bỏ đi, mình cancel đi, cũng vì tiếc tiền 250 mà không ngờ 3 tháng sau thì cháu nó lại mất. Thành ra bây giờ mới một bài học mình mới biết khôn. Mình bây giờ phải cố gắng, mình phải lo để mình giúp cho con mình, bây giờ mình phải cố gắng lo cho nó, chuyện này không thể xảy ra nữa. Người ta bị ung thư là người anh của bản thân của em thì người ta vẫn phải đi làm rất là cực khổ. Thì em hỏi tại sao lại như vậy? Thì thật sự là hồi xưa cái hồ sơ đó không có cái đó cho nên buộc phải ra đi làm. Tốt nhất là mọi người phải nên mua bảo hiểm để cho sau này tốt hơn. Tự giờ mình không biết cho ngày mai. Cái thứ nhất rủi mình có ngày mai xảy ra đi nữa thì con cháu mình nó cũng có một cái số tiền nó lo cho mình. Không có ai mà mua bảo hiểm này á, thì nó thật sự không có bảo đảm. Cả cái đồng tiền già cũng không có bảo đảm. Chị em làm nail của mình hoặc là những người đang làm nail, những người làm nghề lao động chân tay, mình gọi là lao động chân tay đi, cực nhọc. Tại vì cái thời gian mình bỏ ra rất là nhiều. Thôi mình thương mình. Tại vì mình không thương mình để lo cho cuộc sống mình sau này thì không ai giúp mình được, nên tham gia. Làm nail thì nhiều khi mình bệnh ung thư hay này kia cái nọ nó xảy ra thì cái line xoăn này nó có thể cover. Mình làm nail mình đâu có cái benefit gì, thành ra có cái này cũng đỡ. Mình làm nail bữa nay được, có thể ngày mai mình không được. Hoặc là bữa nay mình khỏe nhưng mà ngày mai ngày mốt mình không khỏe, rồi làm sao? Trong khi đó con mình còn nhỏ, thành ra mình nghĩ là thôi mình cứ tham gia đi. Lỡ một mai mình có cái gì thì cái bảo hiểm nó vẫn cover cho mình. Giống như mà chưa đang có bệnh gì hết, còn trẻ hay có cơ hội thì thử tham gia. Càng sớm càng tốt, đừng để mà khi mà nó có bệnh rồi thì mới nó biết vậy tham gia cho rồi. Hay là bây giờ tham gia có được hay không, đừng có suy nghĩ chần chừ đến cái chần chừ đó là cái bệnh nó phát triển trong người mình rồi, mình cũng chưa biết được như thế nào. Có những cái mình cần suy nghĩ đắn đo nhiều hơn cho cái việc mà mình có khả năng thì đừng có suy nghĩ nhiều, tại vì cái đó là cái tính mạng của mình với cái sức khỏe của mình. Khi mình có chuyện gì nó bảo vệ tất cả những cái mà cuộc sống của mình cần thiết, cho nên đừng bỏ qua nó, đừng có chịu dạ dư và quay trở lại, đừng bao giờ để tình trạng nó xảy ra.